cô dâu tripod máy ảnh máy quay Milibu MIT801. Sản phẩm được thiết kế từ chất liệu hợp kim nhôm, có tải trọng lên tới 8kg và có đáy đường kính 75mm. Đầu cổ dầu tương thích với các chân monopod, tripod có ốc nối phù hợp. Nó có thể xoay 360 độ và nghiêng 90 độ, cũng như có các nút khóa dọc, khóa ngang. Nó đi kèm với một tấm quick plate có thể tháo rời nhanh chóng với các đầu vít 1/4 inch, 3/8 inch. Sản phẩm đầu cổ dầu cũng có tay cầm có thể gắn bên trái hoặc bên phải, phù hợp cho những người thuận chiều tay khác nhau.